tháng 3 năm 1975. Sau khi liên tiếp thất thủ ở Tây Nguyên và chiến trường miền Trung, địch thu về co cụm giữ cánh cửa thép Xuân Lộc, hòng chặn sự tiến công của ta. Sau khi phân tích toàn diện tình hình, Bộ Chính trị xác định đây là cơ hội để giải phóng miền Nam và quyết định mở chiến dịch Hồ Chí Minh. Phương châm chỉ đạo chiến dịch là thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng. Ngày 26 tháng 4 năm 1975, năm cánh quân dâm dập tiến về Sài Gòn, mở đường đến mùa xuân đại thắng. Chiều 26 tháng 4, Sư đoàn 3 Sao Vàng cùng các đơn vị phối thuộc tiến vào quận lỵ Đức Thạnh, nay là huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nơi địch đang co cụm sau khi Xuân Lộc bị ta chọc thủng. Khi đó, bà Mai Phương Thành, đang là bí thư chi bộ xã Ngãi Giao, đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng du kích, chỉ điểm, dẫn đường cho bộ đội. Cuộc chiến đấu diễn ra vô cùng ác liệt. Mặc dù địch ngoan cố chống trả, nhưng chỉ vài giờ sau đó, chúng đã thất bại hoàn toàn dưới sức mạnh của ta. Chỉ đạo cho lực lượng du kích là dẫn bộ đội đi cánh nào vậy đó, đi vô đường nào pháo kích vô. Xong rồi nó thấy là tình hình mà mình đánh mạnh rồi á, thì coi như thằng quân trưởng chạy trước, rồi tụi lính nó mới là cắt đường bộ nó chạy theo sau. Chiếm lĩnh rồi á, thì là cán bộ phong trào với cùng với là lực lượng dân quân du kích thì ra là lo đeo cờ, rồi là phát loa. Đêm 26 tháng 4 năm 1975, ông Nguyễn Văn Bảnh cùng với du kích chi khu Đức Thạnh, nay là xã Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cùng một số anh em binh vận có nhiệm vụ chỉ điểm, dẫn đường cho bộ đội. Suốt những ngày sau đó, các chiến sĩ binh vận như ông đã kiên cường bám trụ địa bàn, vừa vận động nhân dân đứng lên đánh giặc, vừa nắm kế hoạch tác chiến của địch và kêu gọi chúng đầu hàng. Đơn vị của ông đã phối hợp với các đơn vị thuộc quân khu 7, bao vây đánh giáp từ ngã ba Tân Phong, Đồng Nai, tiến đến đánh úp chi khu Đức Thạnh. Dẫn đường chỉ mục tiêu rồi xong hết trơn rồi về. Thì khi mà về ngày 26 đó, về tới chỗ chỉ huy đó thì ngồi đó thì mới ổng điện pháo nó dập đợt một. Giờ dập đợt một khoảng 200 quả vô chi khu Thạnh nhưng nó bắn trả. Bắt đầu là mấy ổng kêu rút ra mới dập thêm 200 quả pháo nữa. Tối hôm 6 là giải phóng, rồi sáng 27 mới đơn vị bộ đội mới báo cho địa phương ra tiếp quản. Sau khi bàn giao cho địa phương tiếp quản, các đơn vị bộ đội chủ lực một hướng tiến về giải phóng thành phố Vũng Tàu, hướng còn lại tiến về Sài Gòn. Chiến thắng then chốt này khẳng định sự đúng đắn của chủ trương ấp giải phóng ấp, xã giải phóng xã, huyện giải phóng huyện của ta. Đây cũng được xem là một trong những trận đánh quan trọng ở cửa ngõ hướng Đông trong chiến dịch Hồ Chí Minh, mở đường cho quân ta đánh vào Sài Gòn. Vì thấy bộ đội vô thì hỏi, bây giờ mấy anh nấu cơm bây giờ làm sao nấy. Bữa nay là anh đánh quyết thắng giải phóng, những tranh thì ác liệt đó, khổ sở đó. Những anh hùng mình liệt sĩ nè, cực khổ, mà ngày giờ giải phóng vậy thôi, rất là mừng. Đồng bào mình rất là mừng, chạy ra ôm mình khóc. Thực hiện mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh Chiến dịch, đêm 29 tháng 4, những bước chân thần tốc của năm cánh quân trong chiến dịch Hồ Chí Minh đồng loạt tiến công vào nội đô, đánh chiếm các mục tiêu then chốt. Phối hợp với các hướng tiến công dũng mãnh của quân giải phóng, các tầng lớp quần chúng nhân dân ở nội đô được các tổ võ trang công tác của khu và thành ủy hướng dẫn, đã nổi dậy chiếm công sở, kêu gọi chính quyền địch đầu hàng, bảo vệ an toàn cơ sở chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội. Quân đoàn 3 đã phối hợp cùng với các lực lượng vũ trang địa phương và các cánh quân trên các hướng của chiến dịch Hồ Chí Minh
đã nhanh chóng tiêu diệt sư đoàn 25 của địch và mở tung cái cánh cửa thép đánh chiếm Đông Du, Gò Dầu Hà và Trảng Bàng, nhanh chóng thọc sâu phát triển qua khu vực Hóc Môn, trung tâm Quang Trung và đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất, đánh chiếm Bộ Tổng Tham mưu ủy. Sáng sớm ngày 30 tháng 4 năm 1975, năm cánh quân của ta từ các hướng đồng loạt tổng tiến công vào các vị trí đầu não của chính quyền Sài Gòn. 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4, lá cờ cách mạng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, trong niềm hân hoan của cả dân tộc. Tổng thống ủy quyền Sài Gòn Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Từ đây, non sông thu về một mối, Việt Nam được hòa bình, thống nhất, độc lập. Đó là cái đích cuối cùng của cuộc kháng chiến. Đó là cái đích cuối cùng mà mọi người chiến sĩ sẵn sàng hy sinh xương máu để giành được lá cờ cầm trên Dinh Độc Lập. Mình coi đất nước mình từ Nam chí Bắc là của mình, của nhân dân mình. Giặc nó vô nó chiếm, mà nhân dân cùng góp sức cho bộ đội để giải phóng. Thành ra đó là cái tư tưởng mà kêu để hòa hợp dân tộc đó, nó mạnh lắm. Mời đồng bào và các bạn nghe tin chiến thắng chúng tôi mới nhận được. Đúng tại Hà Nội, bản tin chiến thắng đầu tiên được Đài Tiếng Nói Việt Nam cập nhật vào lúc 11 giờ 45 phút, ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đầu hàng vô điều kiện. Các tuyến đường ở trung tâm thành phố, người dân vỡ òa với niềm vui thống nhất đất nước. Bài hát Nối Vòng Tay Lớn được tác giả, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bắt nhịp và hát trên làn sóng phát thanh vào trưa ngày 30 tháng 4. Mùa xuân năm 1975 đã trở thành mùa xuân đẹp nhất của cả dân tộc, mùa xuân đoàn tụ và hòa bình. Tinh thần, lý tưởng là chân lý không có gì quý hơn độc lập tự do. Đó là tinh thần quyết chiến, quyết thắng, thể hiện cái khát vọng của nhân dân, một cái khát vọng cháy bỏng. Đó là nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một và sẵn sàng chiến đấu hy sinh để mà vì sự cái tồn vong của đất nước. Đó là cái sức mạnh của tình đoàn kết quân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ kính yêu. Để đi đến con đường mùa xuân đại thắng, suốt 21 năm trường kỳ kháng chiến, quân và dân ta đã phải vượt qua nhiều gian khổ, hy sinh. Từ kỳ tích đường Trường Sơn trên bộ, đường Hồ Chí Minh trên biển, cho đến những địa đạo xuyên trong lòng đất thép. Con đường tiến về Sài Gòn với năm cánh quân thần tốc, táo bạo, bất ngờ đã tạo nên sức mạnh tổng lực, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy Nhào. Cho đến hôm nay, con đường của khát vọng hòa bình và thống nhất đó mãi là niềm tự hào, thôi thúc mỗi con người Việt Nam phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng thời đại Hồ Chí Minh để kiến tạo nên những mùa xuân rạng người hơn cho đất nước, cho dân tộc.